Gia đình chuyển công tác cần bán nhà có diện tích là 37 m², được xây 3 tầng. Có vị trí nằm tại tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có hướng chính là hướng Đông Nam. Với cái diện tích 37 m² được thiết kế là bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi và một ban công. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 320 triệu đồng. Bên phía chủ nhà là sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng mua hàng và có thể hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng mà có nhu cầu. Đấy, sau đây thì mời mọi người cùng tham quan chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà. Vị trí đường ngõ trước nhà rất là rộng, cách đường ô tô đi chỉ khoảng tầm 20 m. Toàn bộ hệ thống cửa trước của ngôi nhà sử dụng là bằng gỗ thịt, gỗ nguyên tấm. Ở tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh phụ. Mọi người có thể nhìn thấy là chúng ta có cái khu vực để xe là ở riêng phía bên ngoài và tiếp theo là khu vực phòng khách. Và bên trong đây là khu vực phòng bếp. Phòng bếp có cửa sổ mở ra phía bên ngoài rất là thông thông thoáng và có cả cái ô giếng trời để khi mà nấu ăn hoặc là khi chúng ta mở cửa ra thì là cái không khí trong toàn bộ ngôi nhà sẽ được thông rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Toàn bộ hệ thống tường ở trong khu vực bếp này đều được ốp bằng gạch 30-60 hết. Và phía tầng 1 chúng ta sẽ có thêm một nhà vệ sinh phụ đây. Ở khu vực gầm cầu thang thì sẽ đặt máy bơm nước dùng để bơm nước lên trên bồn nước ở trên tầng 3 của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ thịt. Mặt bậc và cổ bậc cầu thang là dùng đá granite nguyên tấm. Mọi người có thể nhìn qua lại toàn bộ cái không gian của tầng 1. Gia đình chủ nhà chuyển công tác lên trên phố cho nên là để lại tương đối nhiều đồ từ hệ thống điều hòa bao gồm hai điều hòa, bình nóng lạnh cũng như là quạt treo tường, quạt làm mát. Ở phía bên trên tầng 2 thì là sẽ bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Tất cả các phòng ngủ thì là đều đã được lắp đặt hệ thống điều hòa hết. Chúng ta có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để cung cấp ánh sáng và không khí cho toàn bộ căn phòng. Phòng ngủ phía bên trong thì sẽ có hai cửa sổ, một là mở phía ra bên ngoài, hai là mở ra phía ô thoáng, ô giếng trời. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng là sử dụng là bằng gỗ thịt. Và đây là khu vực phòng ngủ phía bên ngoài đây. Phòng ngủ luôn luôn đầy đủ ánh sáng và không khí. Rất là nhiều cửa sổ, có cả ban công. Hệ thống điều hòa là được lắp đặt sẵn. Hệ thống chuồng cọp cũng như là hệ thống khung sắt để bảo vệ an toàn cho ngôi nhà này đều được chủ nhà lắp đặt hoàn thiện xong hết. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Đó. Nhà vệ sinh cũng đã được lắp đặt tương đối đầy đủ những cái đồ thiết bị cơ bản. Tiếp theo đây là ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một sân phơi, một phòng thờ và một khu vực ban công riêng. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy luôn là cái thiết kế của tầng 3. Đó. Đây là khu vực sân phơi. Toàn bộ hệ thống chuồng cọp cũng như là hệ thống mái tôn là đều đã được hoàn thiện xong hết. Khu vực dùng để lắp đặt máy giặt cũng như là hệ thống để điều hòa. Tiếp theo đây là khu vực phòng cầu thang. Khi khu vực cầu thang của chúng ta sẽ có thêm một cái ô giếng trời dùng để cung cấp ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà theo cái khu vực ô cầu thang này. Và đây là cái khu vực phòng thờ. Cuối cùng đây là khu vực ban công này. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là khu vực xung quanh ngôi nhà là rất là nhiều nhà cao tầng và cũng là rất nhiều công trình xây dựng đang được xây dựng. Đấy, khu vực dân cư rất là đông. Vị trí nhà thì chỉ cách đường ô tô đi chỉ khoảng tầm 20 m thôi. Nằm tại tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Bán kính 500 m xung quanh ngôi nhà thì là có đầy đủ hết toàn bộ hệ thống chợ, hệ thống siêu thị cũng như là hệ thống trường mầm non, trường cấp 1. Khu vực dân cư ở rất là đông, cách bến xe Yên Nghĩa chỉ 3,5 km, cách khu đô thị Đô Nghĩa là 2 km. Gần với lại các trường đại học lớn như là Đại học Phenica, Đại học Đại Nam, Trường Cao đẳng Y Hà Nội, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Và cái ngôi nhà này thì là có hướng đông nam, diện tích đất ở trên sổ đỏ cũng như là diện tích xây dựng là 37,2 m², đang được chào bán với giá là 1 tỷ 320 triệu đồng. Mọi người có nhu cầu cần xem nhà trực tiếp hoặc là cần tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình, em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Xin chân thành cảm ơn.